Cuốn sách là tập hợp những truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Quang Lập, có những truyện ngắn hư cấu và cả những hồi ức. Hầu hết các truyện ngắn trong tập sách đều lấy bối cảnh làng quê nghèo của tác giả, nơi có những tình huống bi hài ái ố xảy ra khiến ta có lúc bật cười, có lúc lại trào ra nước mắt. Cách kể chuyện của Nguyễn Quang Lập trong truyện nhà quê cuốn hút lạ thường. Đúng như nhà văn Bảo Ninh đã nhận xét, tác giả rất thành công với thể loại khẩu văn trong tác phẩm này. Giọng văn giản dị chân chất, đúng như tính cách của người dân quê. Giản đơn trong khắc họa tính cách của từng nhân vật, nhưng lại rất cầu kỳ trong mạch cảm xúc. Sự nhạy cảm của một nhà văn vốn có nhiều kinh nghiệm sống đã giúp ông viết nên những trang viết rất đời. Ông trăn trở trong từng câu chuyện và nhân vật. Dù văn ông thoạt nghe như kể chuyện, chứ không phải là câu từ biến hóa thành văn, nhưng chính cái khô khan ấy lại giúp độc giả ngộ ra được nhiều điều. Làng phố trong tác phẩm có sự kết hợp giữa cái bần cùng chất phát của người làng với cái ồn ào xô bồ của phố. Đọc văn ông cười ra nước mắt, nhưng sau đó ngẫm nghĩ, thấy mới thật sâu cay.